Rồi, xin chào tất cả bạn xem kênh. Thì hôm nay tiếp tục là một cái clip nói về sự huyền bí linh thiêng trên vùng núi Thác Sơn núi Cấm. Thì Thác Sơn là bảy ngọn núi ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, thì trong đó núi Cấm được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các núi còn lại, vì nơi đây hội tụ tất cả những cái điều linh thiêng nhất, và nó có chứa nhiều cái câu chuyện về cái sự rùng rợn của núi rừng, cũng như những cái loài mãnh thú ở trên núi Cấm: cọp, beo, rắn hổ mây khổng lồ, nưa và rất nhiều loại khác nữa. Một trong những cái điều gọi là ly kỳ trên đỉnh núi Thác Sơn núi Cấm mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn xem kênh ngày hôm nay, đó là người rừng Sà Ni, một quái vật khổng lồ trên đỉnh núi Cấm. Và câu chuyện nó như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi clip của mình ngày hôm nay. Trong cuốn sách Thác Sơn huyền bí giới thiệu về núi Cấm, có nhắc đến quái vật lông lá đi bằng hai chân, thoát ẩn thoát hiện trong rừng rậm mà không ít người đã từng gặp. Sách mô tả dân gian vùng Thác Sơn thường kể cho nhau nghe nhiều huyền thoại về Sà Niên sống ở nơi rất hẻo lánh và luôn tránh né con người. Các truyền thuyết đều cho rằng Sà Niên vốn là người đi rừng săn thú hoặc ngậm ngại tìm trầm rồi lạc trong rừng sâu, ăn tươi nuốt sống lâu ngày, trúng độc khí rừng thiêng nên mình mẩy mọc đầy lông lá, cứng lưỡi không nói được tiếng người, rồi dần dần quên luôn. Các nhà nghiên cứu cho rằng chuyện Sà Niên chỉ là huyền thoại để giải thích những điền chuyện bí ẩn. Tuy nhiên, có người cho rằng đó là loài đười ươi đã từng có ở trên núi Cấm. Sĩ Ba Lưới là đạo sĩ cuối cùng trên đỉnh núi Thác Sơn núi Cấm, và ngài được có một cái môn võ công được gọi là Thế Bình Phong Lạc Nhạn, và đã từng hạ hai con rắn hổ mây khổng lồ. Và ngài sống trên núi đến hôm nay là hơn 80 năm, và ngài đã chạm trán rất là nhiều những cái loài vật ly kỳ ở trên núi Cấm. Và theo thông tin này, chúng ta lại biết thêm được về người rừng Sà Niên từ đạo sĩ Ba Lưới. Đạo sĩ Ba Lưới, một vị đạo sĩ cuối cùng trên đỉnh núi Thác Sơn núi Cấm, đã từng khẳng định Sà Niên là loài có thật. Ông Ba Lưới cũng không rõ vì sao gọi là Sà Niên, nhưng từ xa xưa các đạo sĩ tu ẩn trong rừng đã gọi như vậy rồi. Sà Niên là cách gọi của người rừng, hay quái vật lông lá đi lại như người nhưng sống lẩn trốn trong rừng, trong hang hốc như người tiền sử. Sà Niên thường săn thú rừng để làm thức ăn, và món khoái khẩu của nó chính là thịt sống. Theo đạo sĩ Ba Lưới, Sà Niên là loài vật hiền lành, thậm chí rất nhát. Sà Niên thường sống ở nơi hẻo lánh và trốn tránh con người. Bản thân ông Ba Lưới cũng vài lần gặp thấy Sà Niên, nhưng cách đây đã hơn 60 năm và ông chỉ thấy Sà Niên từ xa chứ chưa giáp mặt nó. Những con người này bị lạc trong rừng từ bé, được thú rừng nuôi dưỡng rồi lớn lên, sống cảnh rừng rú, hang động, ăn tươi nuốt sống lâu ngày nên mình mẩy mọc đầy lông lá. Con người không nói chuyện, giao tiếp nên lưỡi cứng lại, u ớ, không nói được tiếng người. Đem câu chuyện Sà Niên hỏi những cụ già sống quanh Thiên Cấm Sơn thì chúng ta sẽ được nghe vô vàn những câu chuyện kỳ bí, rùng rợn về Sà Niên. Nào là Sà Niên hung dữ, răng nhọn lởm chởm, chuyên vồ thú, dùng răng xé thịt để ăn sống. Nào là Sà Niên thường dùng lao phóng chết người và uống máu tươi, ăn thịt người. Ngoài đạo sĩ Ba Lưới ra, thì nếu mà chúng ta lên núi Cấm thì chúng ta thường hay hỏi những cụ lão trên đó, thì chắc cụ lão trên đó cũng biết về người rừng Sà Niên, và thường hay bàn cho nhau nghe những cái câu chuyện về người rừng này. Và trong đó thì có vẻ là nghe có vẻ là thêm một số cái điều gì ma mị, huyền bí và sự hung tợn của người rừng Sà Niên ở trên núi Cấm. Chúng ta vừa được nghe rất là nhiều những cái thông tin về người rừng Sà Niên ở trên núi Cấm. Và nếu mà có một lần các bạn lên trên núi Cấm thì các bạn có thể thử hỏi những người, các bậc bô lão đó xem thì thông tin này có chính xác là sự thật hay không. Nhưng mà theo từ những cái suy nghĩ, từ những góc độ khác nhau, thì rõ ràng cái lời nói của vị đạo sĩ Ba Lưới, vị đạo sĩ cuối cùng trên núi Thác Sơn núi Cấm, là rất là đáng để tin. Tại vì ngài đã hơn 100 tuổi rồi và ngài sống trên núi Cấm cũng rất là lâu rồi, cho nên là không có lý do gì mà gần cuối đời ngài lại nói dốc mình những cái câu chuyện ma mị như thế. Và đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái clip của mình ngay tại đây. Cho dù cái câu chuyện đó nó huyền bí, nó có thật hay không, nhưng mà nó tôn vinh lên cái sự ma mị, làm cho cái vùng đất Thác Sơn An Giang ngày càng mang cái tính huyền bí, ma mị và hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip lần sau của mình. Bye bye. Ok, mình quên một điều nữa là đừng quên nhấn đăng ký, like
and Subscribe kênh YouTube của mình. Nếu mà các bạn thích video, các bạn có thể là chia sẻ cho nhiều người biết thêm về những cái câu chuyện, chẳng hạn như người rừng Sà Niên ở đây. Trong cái clip tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau mình tìm hiểu về cái loài rắn hổ mang khổng lồ trên núi Cấm. Mời các bạn đón xem nha.